cảnh sát giao thông người ta xử lý về cái lỗi thì vâng thì sai đâu thì lập đấy thì em tôn trọng, không có vấn đề gì hết đấy. Nhưng mà đường thì bây giờ nó bé nhầy rồi, bây giờ mà xe anh bảo ùn tít từ dưới Vạn Phúc lên thì không đi thế thì làm sao mà đi được. Chứ bọn em đi làm thuê đấy thì ngày lái được 2 phút. Thế bây giờ anh ạ, ùn bây giờ đến tiếng 2 tiếng rồi ở đường thì bây giờ em đi làm sao được. Thì bọn em ngày chạy 1-2 phút khách thì đổ cho công ty các thứ thì làm sao mà có thu nhập. Bạn biết gì vậy, như thế là sai không? À em biết chứ, nhưng mà em thấy là ùn tắc thì mình nhập đi vào. Đấy, thì ùn bây giờ anh ạ, ùn 2-3 cây thì đợi đến bao giờ? Nhưng mà sai như thế cho em là sai vào cái lỗi gì? Nói chung là nó nhiều nguyên nhân lắm em. Đấy. Cái lỗi đấy là cái gì? Nếu mà cảnh sát giao thông họ gọi vào họ thì là sai làn rồi anh. Đấy, nhưng mà em đọc được thì là em thấy là nếu mà đường nó ùn tắc quá thì đi vào đấy. Còn bây giờ bắt thì sai không được đấy rồi anh. Mình đi làm mà chấp hành thôi. Anh có biết là cái đây là cái lỗi vi phạm không và được tuyên truyền rất là nhiều lần được không? Hàng ngày thì thường xuyên anh có đi vào cái làn này không ạ? Anh là một tài xế thì anh thấy cái việc mà cái làn đường như vậy cũng bất cập, nếu mà mình không đi cái làn đường thì biết cũng bất cập.